Mình xin chào tất thể các bạn nhé. Thì dạo này mình bận quá mà. Thì mình không đi đánh chung lớn được. Thì hôm qua là mình cũng còn bận giờ mới đơn hàng nữa. Thì hôm qua là mình tranh thủ là đánh ba trụ ống nhé các bạn. Bắt đầu là mình đi nhắc, tranh thủ đánh ba mấy ống trong này. Đấy thì bây giờ là mình sẽ vào mình nhắc tất cả ba mấy ống xem nó đố được bao nhiêu ống nhé. Được khoảng bao nhiêu ống? Bởi bây giờ là nó lắng, kiếm dùn nó khó, mình cũng lắm việc quá không đi được. Lươn thì bây giờ thấy anh em bảo đắt lắm. Thì hôm qua mình đánh ba mấy ống trong này, bây giờ mình sẽ vào vớt nha các bạn nhé. Để mình sẽ mặc quần ủng mình vào vớt. Rồi các bạn nhé, mình đánh dọc trống này nhé. Bây giờ mình vớt xem ba mấy ống này xem được khoảng bao nhiêu ống nhé. Đấy, lươn này. Rồi cái nữa nhá. Lươn rất to các bạn. Nào, lươn này. Đấy. Sụp đi. Đâu nhỉ? Đây, đây các bạn. Ống này không có đâu các bạn. Bốn cái ship nó một cái đâu. Đấy còn đúng cái một cái đầy. Một cái đầy. Quả mình đánh chỗ nào. Đúng đúng đó. À đây. Nào các bạn. Sợ chứ. Lớn lắm mới tỏ. Cục cục thì các bạn biết nhé. Để mình sẽ đổ ra cái tay cho các bạn xem. Đấy, bây giờ là mình nhấc được làm cái thì một cái cũng có các bạn nhé. Một cái cũng có. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nhấc dọc đây. Đây. Vẫn có lươn đấy. Để ống đây thì nó mới nhặt sau. Đây. Rồi, lên này các bạn. Thực tế luôn nha các bạn nhé.
Hôm nay là video nó hơi dài để các bạn. Đó, lươn này. Thì nó mới nhấc xong. Lươn này. Đó. Mình đánh các bạn chưa. Có bạn chưa theo dõi, các bạn lại bảo mình ảo. Bảy cánh dưới sàn. Không có phải. À đã. Đâu mà. Đó, bên là các bạn. Đó. Qua mình tránh thủ mình đánh nữa. Nó rơi khoảng nửa tiếng. Đây. Đó, lươn này. Bảy cánh. Đó, lươn này. Mất hai cái không có thôi các bạn. Cái lắc không có đâu. Rồi, lươn này. Tắc ống luôn. Bởi vì ở nhà mình thì rõ lời rất nhiều đơn hàng các bạn đặt lên hai vợ chồng thì chịu khó ở nhà để làm. Lắng là thử mình ở nhà mình làm cho nó đỡ mệt. Đó, lươn. Còn nó hơi nhỏ các bạn. Đấy. Lươn này. Đó, mình không thể quay thực tế luôn. Quả là mình đánh tập trung các bạn. Đó là không có thôi. Về góc lại không có. Mất 3 món cái không có đấy. Bởi vì lươn nó có một đâu có một đâu không các bạn. Nó như cái ảo ấy. Rồi. Có lươn này. Lươn rất nhỏ, đằng này lươn nhỏ quá.
lươn à. Lươn này. Đấy cho con mới chất ăn đây các bạn. Mấy chiếc này mấy ở đang sầu kia nó còn 4 chiếc nữa. Mình 5 cái không có. 400 cái. Tí nó xéo vào. Đó, con lươn này. Đấy, con hai cái nữa các bạn. Hai, ba cái. Rồi. Ui, lại không có rồi. Rồi, còn cái lưới, cái lưới. Lưới đằng sau kia của mình còn là 4 cái nữa nhé. Không có. Rồi, con nốt cái cuối cùng. Không có lốt các bạn. Đấy, mình nghe bây giờ quên, mình quay lại đi. Mình cho ống vào tải các bạn nhé. Trong lần mình còn 3 chiếc nữa. Mình vớt xong để đi về nhé. Ôi trời, sợ chứ. Đây con chiếc cuối cùng. Chiếc cuối cùng này các bạn. Lươn này. Bây giờ mình để về gì? Mình đổi cho các bạn xem nhé. Mình xin mất 5-6 ống sao các bạn. Các bạn nhé. Thì bây giờ là mình về tới nhà rồi. Thì bây giờ là mình sẽ đổ cho các bạn xem. Để mình vào cái chậu. Mình để trên xe mình đổ luôn.
Rồi. Lấy nhiều à? Mấy chiếc. Có hỏi là lấy chè đấy. À, nó nhiều chè. Đi đăng mai này còn. Thế nên lấy cái túi em ạ. Mình thử cần cho nó chuẩn được cả. Cần mới nhé các bạn nhé. Lấy cái cần này, hoan lấy cái cần này. Cần nó làm sao cần? Cần con kia cần. Hai cân bảy các bạn. Nó rất xịt rồi. Đây con nhà mình đang để con nàn này các bạn nhé. Mình chào tất cả các bạn nhé.